Chỉ vô tình cho bé Luan, ngay ngày khai trương tuy không mời, nhưng vẫn mang quà đến mừng. Câu chuyện ấm áp này được anh trai cửa hàng kể lại, lần đó chỉ tiện tay hay cho nó ăn khuya, đi làm về là anh cho nó. Sau một năm đi làm, anh tích góp được chút vốn mở một cửa hàng, thì ngay ngày khai trương, không biết nó lấy đâu ra cái cây này, thấy người ta tới mừng tôi khai trương, nó cũng bắt chước theo. Cảm ơn bé Lu nhiều nha, không biết chủ cái cây này lát nữa có đi kiếm không ha ha, chứ tôi thấy rất ấm áp vô cùng.